Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã vận động thành công đối tượng bị truy nã Trần Thị Hạnh, 56 tuổi, trú tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La, ra đầu thú sau hơn 24 năm lẫn trốn. Theo cơ quan công an, Hạnh và chồng là đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép 323,5 gram heroin bị Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phát hiện năm 2000. Sau đó, Trần Thị Hạnh và Nguyễn Văn Quyết, chồng của Hạnh, bỏ trốn khỏi địa phương nên đã bị truy nã. Năm 2008, Nguyễn Văn Quyết bị lực lượng công an Sơn La bắt, đã bị điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án xong vào năm 2021. Sau khi được lực lượng công an, cấp ủy chính quyền địa phương và người thân tuyên truyền, vận động, Trần Thị Hạnh đã trở về địa phương và đến cơ quan công an đầu thú.